2 3 một cặp bắt đầu rồi đấy. Ban tổ chức đề nghị bộ phận an ninh chúng ta về khu vực cổng hơi, khu vực xuất phát và về đích để làm công tác an ninh giúp cho ban tổ chức ạ. Hiện tại vẫn có một hiện tại đề nghị bộ phận giúp chức nên ở khu
Ban tổ chức trân trọng kính mời các cô giáo. Thank you.
Alo, các đồng chí Bùi, đồng chí Huân, đồng chí Đức giúp ban tổ chức mấy cái biển quảng cáo các tháng này. Nước cười con thơ, ôi yêu đất nước tôi.
Xin nhiệt liệt chào mừng và nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, các cổ động viên và toàn thể nhân dân chúng ta đã đến dự khai mạc giải đua xe đạp phong trào Cúp Núi. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, các cổ động viên thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Chương trình gồm các tiết mục dân vũ trên nền ca khúc Thành phố quê hương biểu. Yeah.
lên đôi gánh ơi, bay khắp bầu trời xanh lịch sử, bao anh hùng cùng chiến đấu rừng rơi. Tiếng hoang say còn vang mãi, không phai. Chúng ta xây dựng vinh quang hôm nay, thành phố xanh tươi vang tiếng ca yêu đời. Hình nhìn vươn mình khoác lên đôi cánh mới, bay khắp bầu trời sáng xanh muôn nơi. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường của thành phố Vĩnh Yên. Xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón lãnh đạo báo Vĩnh Phúc, lãnh đạo tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lãnh đạo các huyện, thành phố, đơn vị bạn cũng đã đến dự và chung vui với ngày giải của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón đồng chí Kim Nam, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và đồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Xuân Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Về phía lãnh đạo liên đoàn
xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trái, Phó Chủ tịch Liên đoàn. Điều hành giải đấu ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có tổ trọng tài của Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và cảm ơn các đồng chí phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin. Một lần nữa, ban tổ chức xin nồng nhiệt chào đón và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên. Kính thưa đồng chí Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên cùng toàn thể nhân dân. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, hôm nay thành phố Vĩnh Yên tổ chức giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 6 năm 2023. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các khách quý, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 6, các cuộc đua chuyên nghiệp cũng như các giải đua phong trào, xu hướng rèn luyện sức khỏe thể thao không chỉ đem lại sức khỏe mà kiên phấn đấu, Vĩnh Yên sẽ là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, thú vị đối với du khách thập phương. Kính thưa quý vị đại biểu, giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 6 năm 2023 với sự tham gia của 48 câu lạc bộ với gần 400 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi mong muốn các đội vận động viên với niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần thể thao cao thượng tham gia thi đấu hết mình, phát huy cao nhất sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp vì màu cờ sắc áo và góp phần tạo nên một giải đấu thành công rực rỡ. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giải đua xe phong trào cúp nối vòng tay lớn lần thứ 6 năm 2023. Kính chúc các quý vị đại biểu, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xuân Hiền, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vận động viên Nguyễn Bá Ninh. Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, trân trọng giới thiệu và kính mời lãnh đạo. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Yên. Trân trọng giới thiệu và kính mời lãnh đạo Liên đoàn mô tô xe đạp thể thao Việt Nam lên trao cờ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ nối vòng tay lớn miền Bắc. Xin mời các đồng chí lên trao cờ cho các đơn vị và chụp ảnh lưu niệm. Xin mời trưởng các đoàn chúng ta hướng về phía những phóng viên của chúng ta để chụp những bức hình. Các đơn vị chúng ta chụp ảnh có thể chụp ảnh sau ạ. Đây là những bức hình rất là đẹp, rất là ý nghĩa cùng với các đồng chí lãnh đạo. Cho nên chúng ta sẽ hướng về đây ạ. Vâng ạ, mời các đơn vị.
chúng ta dành những khuôn hình đẹp nhất để cho công tác tuyên truyền ạ. Đề nghị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn cũng như chúc mừng các đơn vị tham gia giải đua ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí. Tham gia giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 6 năm 2020. Quân ư và cổ động viên và toàn thể nhân dân đã đến dự giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 6 năm 2023. Mình vẫy tay một tí mà quay cho bác nhỉ. Vẫy tay nhá, để cháu chạy đây từ này ra nhá. Nào vẫy tay bác ơi, 1 2 3. Vẫy tay chào cái nào, vẫy tay nào. Rồi, I'm going to go.
Anh đi ra ngoài, tại sao người ta đang đua đấy?
Vị trí bên trái cánh gà để ký chứng từ cho ban tổ chức, giúp ban tổ chức ạ. Một lần nữa ban tổ chức kính đề nghị. Chú ơi. Vâng, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các vận động viên và cảm ơn các đồng chí. Vâng, xin được. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Đình Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Ban tổ chức trân trọng thông báo với các vận động viên sau khi các đồng chí lãnh đạo trao giải xong, mời các vận động viên ở lại để nhận quà từ nhà tài trợ. Không ngờ
đề nghị các đội các bác có thể ra để đảm bảo công tác tổ chức, đề nghị các đơn vị chúng ta cùng ảnh sau ạ. Đây là những bức ảnh rất là đẹp đến từ các đồng chí lãnh đạo, thể hiện sự cảm ơn với các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến giải và đã trao giải chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Đề nghị các vận động viên chúng ta ở lại để nhận quà từ nhà tài trợ. Đề nghị các vận động viên ở lại chúng ta nhận quà từ nhà tài trợ. Đề nghị các vận động viên chúng ta không nên chụp ảnh trong giờ phút này ạ. Trân trọng giới thiệu các đơn vị tài trợ: công ty cao su IRC, công ty xe đạp Việt Pháp, công ty Subame và ông Tam Đảo Honoco. Xin mời các đơn vị lên trao quà tài trợ. Xin mời đại diện của các đơn vị công ty cao su IRC, công ty xe đạp Việt Pháp, công ty Gian Phương Đông và công ty du lịch thương mại Subame và ông Tam Đảo Honeco. Xin mời các đơn vị lên trao quà tài trợ. Cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với giải đua ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với giải đua xe đạp phong trào cúp nối vòng tay lớn miền Bắc của thành phố Vĩnh Yên được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn các vận động viên. Xin mời các vận động viên chúng ta trở về phía bên trái những gà đạt giải nhất thứ ba. Xin mời các vận động viên trở về phía bên trái những gà để ký chứng từ giúp ban tổ chức ạ. Xin mời đồng chí Nguyễn Kim, đồng chí Kim Nam, nguyên giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Trái, phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp thể thao Việt Nam lên trao giải nhất nhì ba đồng đội nữ trên 15 tuổi. Xin mời đồng chí Mai Văn Tâm, trưởng ban điều hành hội xe đạp nối vòng tay lớn miền Bắc. Xin mời các đồng chí lên trao giải cho các vận động viên. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ạ. Sau khi nhận giải từ các đồng chí lãnh đạo xong, xin mời các vận động viên ở lại để nhận quà từ nhà tài trợ. Quà của nhà tài trợ sẽ trao cho các giải nhất, nhì, ba của tất cả các nội dung. Cô trái cười lên. Là cúp sẽ dành cho người giải nhất. Chúc mừng Mai nhá. Xin mời Mai ơi, chúc mừng nhá. Em xuất sắc lắm. Các vận động viên, rất nhiều các phần quà từ các nhà tài trợ. Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng với giải đua xe đạp Thái Bình tại thành phố Vĩnh Yên ngày hôm nay. Cầm quà đi. Nhất đồng đội mang đồng. Cả xe rồi. Lại cái xe đạp nữa. Ôi trời, lắm xe thế. Đồng đội phải 5 cái xe mới đúng. Đồng đội phải 5 xe mới đúng. Chúng ta một lần lớn để chúc mừng các vận động viên cũng như cảm ơn các nhà tài trợ. Vì về cô. Vì về cô. Vì về
ký thế nào. Cười không được bí mồm. Ban tổ chức ơi. Anh ơi đứng vào giữa, anh đứng vào giữa. Xin được chúc mừng các vận động viên. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo hội xe đạp nối vòng tay lớn. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp thể thao Việt Nam, ông Mai Văn Tâm, trưởng ban điều hành hội thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc, và ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Vĩnh Yên lên trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Giơ thẳng cờ lên con ơi. Giơ thẳng cờ lên con ơi. Thẳng lên đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Tí nó bao giờ bảo lên thế lên. Đưa lên em ơi. Quay nhiều cho chị này cho mình. Xin mời các đồng chí lên trao giải. Xin mời bộ phận lễ tân chúng ta triển khai công việc. Chưa nhận tài trợ. Phải giải trước đã. Bao giờ người ta gọi nhà tài trợ thì cứ lên chứ. Thái Bình xanh nào. Ở mỗi một nội dung sẽ có cúp vô địch, cúp đạt giải nhất trao cho vận động viên, trao cho đơn vị đạt giải nhất. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, trân trọng chúc mừng các vận động viên.